Từ ngày hôm nay 15 tháng 8, thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy trình cấp thu hồi giấy đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã chính thức có hiệu lực. Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Theo thông tư 24/2023, quy trình cấp biển số định danh vẫn là bấm ngẫu nhiên để ra 5 số hoặc qua hình thức đấu giá biển số xe. Nếu như trước đây, chủ phương tiện bán ô tô xe máy sẽ bán xe cùng biển số, tuy nhiên từ hôm nay, chủ phương tiện phải giữ lại biển số và đăng ký để nộp cho cơ quan công an. Trước ngày 15 tháng 8, tại các điểm đăng ký quản lý phương tiện giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội, lượng người đến làm thủ tục sang tên đổi chủ, thu hồi biển số tăng đáng kể. Lực lượng chức năng đã phải làm việc xuyên đêm để giải quyết thủ tục cho người dân. Tuy nhiên đến sáng nay 15 tháng 8, ghi nhận của phóng viên tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, lượng người dân đến đăng ký mới sang tên đổi chủ, thu hồi biển số đã không còn đông so với những ngày trước đó. Lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ cấp thu hồi biển số theo quy định mới. Việc nộp tiếp nhận hồ sơ diễn ra cơ bản thuận lợi. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cái thông tư 24 của Bộ trưởng Bộ Công an thì tôi thấy là đối với các cái trường hợp mà đăng ký mới thì vẫn diễn ra là vẫn rất là bình thường như những ngày bình thường khác. Thực ra thì cái quy định về cái thủ tục đăng ký mới đối với cán bộ công tác đăng ký xe, còn người dân thì vẫn là như thế, và chúng tôi sẽ thêm một vài cái thao tác, ví dụ như là chụp ảnh thực tế xe tại theo góc nghiêng 45 độ để lưu hồ sơ hoặc là bản ca số máy. Còn đối với công dân thì làm thủ tục đăng ký xe mới thì tôi theo cảm nhận của tôi thì tôi thấy là vẫn như những ngày bình thường khác, như thông tư 58 không có gì thay đổi. Khi mà đang thực hiện thông tư 58, chuẩn bị có cái kế hoạch để thực hiện cái thông tư 24 của Bộ trưởng Bộ Công an thì đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì vẫn đảm bảo đầy đủ để phục vụ công dân đến làm thủ tục đăng ký theo quy định. Đối với phương tiện về máy móc thiết bị kỹ thuật thì đối là cái thông tư 24 mới này thì có thêm một số các cái thao tác nữa, nên là chúng tôi đã bổ sung thêm, ví dụ như là máy scan, máy ảnh để chụp lại các cái hình ảnh theo quy định. Còn các cái về phương tiện máy tính thì chưa, thời gian trước chúng tôi đã báo cáo đề xuất và chuẩn bị cái phương tiện máy tính hiện đại nhất và mới nhất để phục vụ cái công tác đăng ký xe và phục vụ thông tư 24 của Bộ trưởng Bộ Công an một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất cho công dân. Mình dễ quản lý hơn, đi đâu mình cũng nắm bắt được. Cả xe của mình đi đâu thì cũng có định vị hết rồi. Vì mình tham gia giao thông này, cái biển này là biển của mình, cho nên mình đi phải đi cẩn thận, nhưng không đi cẩn thận thì chỉ có mình lục phạt thôi, chứ không ai lục phạt được mình đâu. Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, thay thế thông tư 58 quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới được quy định trong luật giao thông đường bộ, bao gồm đăng ký xe lần đầu, đăng ký sang tên, di chuyển xe, cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, đăng ký xe tạm thời, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, đăng ký, cấp biển số xe chung đấu giá, hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể, biểu mẫu, thời hạn sử dụng chứng nhận đăng ký xe, xác nhận năm sản xuất của xe và biển số xe. Đáng chú ý, thông tư 24 quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, biển số định danh. Theo đó, biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển số xe. Cái thay đổi lớn nhất đối với việc sang tên hoặc di chuyển thì tất cả các chủ phương tiện là theo thông tư mới là phải là chủ phương tiện đứng tên trên đăng ký phải đến làm thủ tục thu hồi đăng ký xe để và giữ lại biển số để chúng tôi làm thủ tục thu hồi trên hệ thống và giữ lại biển số. Nếu mà làm 5 số là chúng tôi giữ lại định danh cho đúng cái chủ cũ đấy, đối với bắt đầu thực hiện thông tư 24. Và sau khi làm các cái thủ tục đấy thì chúng tôi sẽ phải là lưu các cái hình ảnh như chúng tôi đã nói đối với đăng ký xe mới và làm thu hồi, và sẽ làm sau khi làm thủ tục thu hồi xong thì sẽ trả chủ xe và chủ xe sẽ trả lại cho giấy tờ và giấy tờ mua bán và nộp thuế là để cho chủ mới ta đến làm thủ tục đăng ký và cấp biển số mới khi nếu chủ xe chưa có biển số. Theo đánh giá, đăng ký cấp biển số định danh là điểm mới, trọng tâm của thông tư số 24, thay đổi toàn bộ phương pháp quản lý xe từ trước tới nay khi trước đây quy định biển số gắn theo xe. Đây cũng là quy định bước đầu để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử,
tạo thuận lợi trong việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNEID. Người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông, cũng như thực hiện thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân, nhưng vẫn đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.